xin chào các bạn nha. Đây tờ mờ sáng mình đã ra thăm vườn rồi các bạn. Đây là cái vàng cải ngọt của mình nè. Mình mới cho lên vàng được vài ngày thôi. Đó. Ở khúc mé bên kia thì mình gieo bị thiếu các bạn, sao mình canh không có được. Còn cái vàng bên đây thì vừa cải ngọt và vừa cải thìa luôn. Vừa cải ngọt và vừa cải thìa luôn. Đây cái này thì đầy vàng rồi. Đó, đầy vàng. Mình gieo chung ngày với lại cải ngọt ở bên mé bên kia đó các bạn. Gieo chung ngày luôn á. Thì hai em này hôm nay là đang ngon, đang lớn. Lớn đang phát triển. Không biết như thế nào. Rồi, còn bên đây là rau tần ô. Thì rau tần ô rất là dễ cưng các bạn đây. Rất dễ cưng luôn. Mình đang tìm hiểu là không biết rau tần ô thu hoạch đó là cắt ngang hay là mình nhổ luôn gốc. Các bạn thấy ngoài chợ thì người ta nhổ luôn gốc. Nhưng mà không biết là cắt ngang có được không. Cắt ngang giống như là rau muống vậy đó. Thì không biết có được không. Mình đang lên cái hội nhóm để hỏi, nhưng mà thấy là hình như là mọi người cũng không có biết. Mọi người kêu mình là hãy thử đi. Trời ơi, nếu mà thử được thì mình đâu có hỏi mọi người làm gì. Thôi vậy, nhưng mà chắc thế nào mình cũng phải thử thôi các bạn. Tại vì để coi như vậy thì cái doanh thu nó có cái cơ bản, cái sản lượng nó có cao hơn hay không ha. Còn đây là rau muống của mình nè. Đó, rau muống hôm nay đã lên được cả gan rồi nha các bạn. Nhưng mà có cái đưa lên vàng á thì nó được ít thôi. Mai mốt mình sẽ cắt. Trời, có một cái em bọ xít nè. Ôi, sao mà mình ghét em bọ xít quá trời luôn á. Nè, mấy con bọ xít này các bạn, nó hút nhựa hết của cây nha. Đó, nên là mình ghét dữ lắm. Thấy ở đâu là mình bắt ở đó. Rau muống đó, nhìn cũng dễ cưng quá trời luôn nè. Mình có cái là hơi thưa, để mình sẽ thu hoạch cái đợt đầu. Xong rồi mình cho nó tẩy nảy cái lọc lên á. Nên thử coi như thế nào ha. Thử coi là nó có tầm nó nhiều hơn được không. Đó, nhìn cũng thấy cưng quá trời ha. Còn bên đây là cái luống rau quen thuộc nè. Cái luống rau quen thuộc là cái luống rau xà lách đó các bạn. Hôm nay nó như thế này rồi nè. Đó, cây là cây to nhất là nó sẽ như thế này. Còn nhưng mà cũng có những cái cây nó nhỏ. Để có những cái cây nó không phát triển các bạn. Đó, đi qua bên kia. Đó. Thì nói chung hôm nay cái luống rau xà lách của mình như vậy á, là mình cũng cảm thấy rất là mừng rồi. Hôm bữa là thấy nó không có phát triển. Đó, mà hôm nay nó được như thế này rồi nè. Đó, trồng rau xà lách thủy canh không biết là có dễ hay không nữa, nhưng mà sao mình thấy khó quá. Đó, cái này thì mình, tại mình có thể là tại mình gieo nhiều hạt quá. Đó, nhưng mà tại vì mình cũng chưa có kinh nghiệm lắm nữa, phải trồng nhiều thì mới có kinh nghiệm được các bạn. Rồi, ở bên đây là cái luống rau cải ngọt của mình nè. Đó, mình đã thu hoạch rồi nè. Còn mấy cây này mình chừa lại để ăn các bạn. Có cây chừa lại để ăn. Mình trồng mục đích là để ăn mà. Bữa mình thu hoạch được cái vàng này á, cái này vàng rau này là mình thu hoạch được 17 kg. Mà mình thu hoạch còn rất là nhỏ các bạn, không có lớn. Tại vì mình sợ sâu nè, đó. Đó nè các bạn thấy không? Đó, nhìn cái lá như vậy á, chứ nó có sâu ngay đây nè. Đó, mà mình thì lại không có thời gian để mà chăm sóc, mà bắt sâu cho nó các bạn. Đó, không có bắt sâu được đó. Không có sâu được cho nên là mình cứ sợ là sâu nó sẽ ăn hết. Mình đi làm á, tự nhiên đi làm về mà sâu nó ăn hết chắc buồn lắm. Cho nên thôi, mình bán sớm. Bán sớm thì cái cây cải nó nhỏ, nhưng mà được cái bán sớm thì rau ăn sẽ rất là ngon nha các bạn. Mình có hái vô nấu canh rồi, rồi nó giòn, nó ngọt, nó ngon lắm. Đó, còn được có vài cây thôi. Đó, chừa lại. Chừa lại nè. Còn bên đây là rau dền thì coi như là nó đã bị đẹp. Những cái cây này nó bị đẹp nè. Đó, nó bị đẹp quá trời đẹp rồi. Đó, thì để chắc thứ bảy chủ nhật này mình sẽ tỉa. Mình sẽ tỉa các bạn. Và mình trồng lại rau dền. Rau dền đợt này trồng không có thành công. Ha.
Đây, ngắm khu vườn từ cái góc độ này, hôm nay nó đã được phủ lên cái màu xanh rồi. Hôm nay đã được phủ lên màu xanh rất là nhiều rồi. Đó. Xà lách đây gần được một tháng rồi đó. Mà nó đẹp. Mình không có biết là nếu mà nó đẹp như vậy thì nó có ăn, nó có đắng hay không, mình không biết nữa. Nhiều người thì vẫn nói là nó cũng bình thường đó, nhưng mà mình cũng không biết sao. Mình thấy cái màu của nó rất là dễ thương luôn ha. Đó. Ở bên đây thì có vài bụi dâu dền là lớn rồi nè. Đó. Dâu dền thì mình sẽ cắt ngang thử xem là nó có nảy lọc lên hay không. Mình cũng thử giống như tầng ô vậy đó. Đó. Đây là cái luống rau cải xà lách nha các bạn nha. Rồi mình sẽ đi qua từng luống để mình quay lại cho các bạn xem. Đây, còn đây là cái luống rau muống nè. Rau muống thì mình thấy là nó lên rất là đều nhau. Lên đều nhau lắm. Cộng nó cũng nè các bạn. Đó. Nó lên một gang tay mình rồi. Được một gang tay rồi. Rất là đều nhau luôn. Cái rau muống này là loại rau muống lá tre nha các bạn. Đó. Nhìn mấy em nó lớn mà thấy thương lắm. Rau muống này thì trồng ở trên đây tất nhiên là cái giá thành nó sẽ cao hơn là trồng dưới đất rồi các bạn. Trồng dưới đất thì cứ trồng được rất là nhiều. Còn ở đây thì trồng được một lỗ rồi một hai cây thôi à. Cho nên là nó giá thành nó rất là cao. Rồi để mình sẽ qua bên cái luống rau tầng ô cho các bạn xem nha. Đây là cái luống rau tầng ô, trời ơi thương. Ồ. Nước gần tràn rồi, đây nước gần tràn rồi, không được rồi. Để kêu cậu thôi. Xả xuống nước gần tràn luôn rồi. Nhưng mà nó rất là thấy thương các bạn đó, rau thấy thương ghê. Rau thấy thương ghê luôn á. Đó, rau tầng ô. Đây là cũng lần đầu tiên mình trồng được rau tầng ô nha. Hồi xưa á, trồng ở dưới đất là mình không trồng được rau tầng ô các bạn. Nhưng mà trồng ở đây thì mình trồng thấy là nó được ha. Nó cũng phát triển. Cũng phát triển, ok. Thấy phát triển được á. Rất là dễ thương luôn. Đó. Rau tầng ô, cải cúc. Tết năm nay á, bạn, người ta thì ngắm hoa, ngắm... quất rồi ha, tùm lum tùm la cây kiển, còn mình thì ngắm những loại rau trong vườn nhà mình thôi. Rồi để mình qua bên kia, mình sẽ quay cái luống rau bên kia cho các bạn xem. Đây là cái luống rau cải này là vừa cải ngọt vừa cải thè, cho nên là mình cũng không biết cái nào cải ngọt cái nào cải thè đâu. Đó. Để khi nào nó trưởng thành thì mình mới biết được các bạn. Nhìn như vậy không biết được cái nào là cải ngọt cái nào cải thè hết. Mình thích cái sự ngăn nắp, cái sự sắp xếp ngăn nắp của nó đó các bạn. Và lên trên đây thì mình có thể ngắm nó hàng ngày nó phát triển luôn. Ở dưới đất á, thì cái tuổi thọ của cái cây này nó phát triển rất là lâu. Ví dụ như là cái này mình trồng khoảng một tháng thì mình có thể thu hoạch được. Còn ở dưới đất á, thì khoảng một tháng rưỡi, hai tháng, nhiều khi ba tháng luôn mình mới thu hoạch được đó các bạn. Khi mà mình tưới nước á, thì sẽ làm cho cái cây nó lụi xuống, xong rồi nó sẽ có cái thời gian để nó phát triển, nó lên, nó gượng và sống dậy nữa. Cho nên là rất là lâu. Đó. Đây là cái dàn cải này là mình đã lên đầy đủ hết tất cả cái rọ lên trên cái lỗ luôn nè các bạn. Đó. Rồi qua bên kia. Qua bên kia thì mình còn chờ nè. Đó. Tại vì mình chưa có ước lượng được á, thì mình dốt. Mình làm sao cứ bị thiếu hoài không biết. Với lại ở trong nhà thì còn rau hẹ nè, với rau má là mình đang ươm hạt các bạn, cho nên là chưa có lên được á. Sao mà rau má với lại cái rau má với lại rau hẹ đó các bạn, nó lên lâu lắm. Mình đã ươm được 5 ngày rồi đó, mà ngày nào cũng phun sương hết mà không thấy nó nứt mầm gì hết á. Cái hạt của nó thì hơi bị khó lên ha, không biết như thế nào nữa đó. Này, qua đây quay tập bên này vài ngó qua cho các bạn xem.
cái khu vườn của mình á thì bề ngang á nó là khoảng 12-13 mét gì đó, còn cái bề còn cái bề mà hình chữ nhật á, một cái là cạnh, một cái cạnh dài, một cái cạnh dài á thì 12 mét, còn một cái cạnh cái gì chiều rộng á thì nó là 4 mét rồi các bạn. Đó, cái ống này 4 mét thôi, cho nên là thiết kế được một cái dàn như thế này đó, chứ nó cũng không to lắm đâu. Mình nếu mà được thì có điều kiện thì mai mốt mình sẽ làm thêm ra ở các cái khu vực là vườn bên hông với lại khu vườn đằng trước của mình nữa, thì nó mới gọi là nhiều, mới gọi là đủ để mà cung cấp cái nhu cầu của rau sạch của những người mình quen biết các bạn. Còn hiện tại bây giờ thì nó mới thu hoạch được cải hôm qua được 10 mấy ký đó, bán xong rồi là bây giờ người ta hỏi nữa là đâu có nữa đâu, hết rồi. Không ai buôn bán như mình á. Rồi mình xin chào các bạn nha, và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nữa nha.